Hello, xin chào các bạn. Em giới thiệu cho các bạn các bé rùa size to hơn xíu, size chung đang có đây. Em sẽ đến với bé rùa hộp lưng đen. Rùa hộp lưng đen thì cái size nó lớn nhất á, mắt size cũng không lớn bao nhiêu, nên tốc độ tăng trưởng hơi chậm so với các rùa khác. Rùa tròn đẹp, trên đầu cổ đẹp không? Đó. Dưới bụng sáng đẹp. Bỏ xuống thì cũng linh hoạt lắm đấy. Tiếp theo một bé nữa là rùa vẽ phương đông. Này, nhìn từ trên xuống, trên mai nó vẽ các đường, dưới bụng ánh hồng. Mấy rùa này thì ăn tôm, tép, thịt, cá đơn giản, rau nữa. Tiếp theo đến đây là rùa, này là rùa bán đồ nè. Đây là rùa bán đồ size to. Khi lớn thì mai có bé sẽ giữ được vân, còn có bé thì dưới bụng của nó mất cái vân đi, nhưng mà trên da thịt nó vẫn còn mấy đường như đường bán đồ vậy đó. Bé này thì lanh lắm, bỏ xuống đất đi phà phà. Nó là bộ bán cảng nên khi mà lên dưới đất thì nó vẫn bò đó. Trên cổ này có hai cái vằn y chang như hai con mắt nhìn ở trên xuống. Tiếp theo là đến rùa sen vàng, hay còn gọi là rùa đất lớn. Rùa này thì có tốc độ tăng trưởng nhanh là lớn à. Mắt size của nó lớn bằng bằng cái thùng này luôn đó. Lớn hơn rùa núi vàng nữa. Đây. Rùa common chứ. Khi lớn nó sẽ lớn hơn rùa common xíu. Mai cũng đẹp. Sáng. Ăn khỏe, rùa này cực kỳ khỏe hơn các rùa khác luôn. Gì cũng ăn. Linh hoạt, bỏ xuống trên đất cũng bò đi chơi bình thường. Chứ không con sợ hả? Thôi chúng ta cho bé vô nước đi em. Đó, các bạn có thể xét một hồ rất đơn giản như vậy, nuôi các rùa này chung với nhau được. Sắp tới shop sẽ có nhập thêm các loại rùa khác nữa nhé. Các bạn thích chơi rùa gì cứ liên hệ với rùa Pet Shop. Bye bye.